Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy trong bản tin FMC tối nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý trên thế giới. Thưa quý vị, sắc xanh bao trùm full wall trong phiên cuối tuần qua, nhóm ngành dược phẩm với mức tăng ấn tượng của các hãng dược lớn là lực đẩy hỗ trợ đà tăng của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch chỉ số Dow Jones tăng nhẹ 0,07%, chỉ số S&P 500 tăng 0,13%, còn chỉ số Nasdaq tăng 0,28%. Có khoảng 4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán, thấp hơn so với mức 7,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất. Dẫn đầu đà tăng trong rổ tính của S&P 500 là nhóm sức khỏe tăng 0,78%, với cổ phiếu của hãng dược phẩm Synergy tăng mạnh hơn 21%. Trong khi đó, giá cổ phiếu của các công ty dược phẩm lớn khác như Allergan, Biogen và Pfizer tăng từ 0,4% đến 2,6%. Ngược chiều nhóm tiêu dùng giảm nhẹ 0,24%, cổ phiếu của hãng Amazon cũng giảm 0,75%. Dữ liệu mới nhất cho thấy trong tháng 11 vừa qua, doanh số bán nhà tại Mỹ đã tăng trưởng với mức cao nhất trong vòng 4 tháng với khoảng 592.000 căn nhà được bán ra. Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones và Nasdaq tăng 0,5%, chỉ số S&P 500 tăng 2%, chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 14% so với hồi đầu năm, chỉ số S&P 500 cũng tăng 11%, do nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào sự lạc quan của nền kinh tế với chính sách nới lỏng tài chính và chi tiêu nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng của ông Donald Trump, thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh vào ngày 26 tháng 12 sắc đỏ bao phủ hầu hết khắp các thị trường chứng khoán chính tại châu á trong phiên đầu tuần thị trường giao dịch khá yên ắng khi hầu hết các thị trường lớn tại mỹ và châu âu nghỉ lễ giáng sinh Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei của Nhật Bản và Shanghai của Trung Quốc đều giảm, duy chỉ có chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ 0,08%. Thị trường chứng khoán châu Á có một phiên giao dịch đầu tuần trầm lắng do các thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh. Tại Nhật Bản, trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 26 tháng 12, đồng đô la Mỹ đã suy yếu so với đồng yên khi được giao dịch ở mức 117,29 yên đổi 1 đô la. Nhóm ngành ngân hàng tại Nhật Bản tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi thông tin tiêu cực của các ngân hàng trên toàn cầu, như việc hai ngân hàng lớn là Deutsche Bank và Credit Suisse đã đồng ý nộp phạt hơn 12 tỷ đô la Mỹ cho Bộ Tư pháp Mỹ để dàn xếp vụ cuộc điều tra hoạt động bán chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp của hai ngân hàng này. Các nhà đầu tư tại châu Á hiện đang chờ đợi những thay đổi chính trị và kinh tế Mỹ khi ông Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 1 tới đây. vị, nhân chuyến thăm tới Trân Châu Cảng sắp tới, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe mong muốn gửi thông điệp tới Mỹ về mối quan hệ bền vững giữa hai nước và Mỹ luôn đóng vai trò là một đối tác chiến lược trong khu vực. Sau khi ông lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, trước đó Tổng thống Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Hiroshima nhằm kêu gọi chấm dứt việc sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh về việc hòa giải và siết chặt quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên cả khía cạnh kinh tế, chính trị và quốc phòng chuyến thăm này của thủ tướng abe cũng nhằm siết chặt hơn mối quan hệ hợp tác nhật mỹ trong tương lai sau khi tổng thống đắc cử donald trump nhậm chức các nhà kinh tế và chuyên gia của hai nước đều lo ngại rằng mối quan hệ nhật mỹ sẽ có thể tệ hơn trong tương lai đặc biệt là sau sự kiện donald trump đắc cử tổng thống mỹ đồng yên nhật đã hạ giá và khiến cho nền kinh tế nhật bị tụt dốc do giá xuất khẩu rẻ hơn thủ tướng shinzo abe cũng đã khẳng định chính phủ nhật bản đã xin lỗi chính thức về cuộc chiến này trước đó và đây sẽ không phải là một gánh nặng ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác trong tương lai của cả hai quốc gia cả tổng thống obama và thủ tướng shinzo abe đều mong muốn cả hai quốc gia sẽ xóa bỏ hận thù và tiến tới một mối quan hệ hợp tác liên kết bền chặt hơn nữa trong tương lai và điều này có thể thành công hay không đều phụ thuộc vào những quyết định trong thời gian tới của tổng thống đắc cử donald trump theo báo cáo của CB Insight, công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổng hợp phân tích và báo cáo dữ liệu, số lượng nhà đầu tư Trung Quốc đổ bộ vào thị trường công nghệ của Mỹ vẫn đang được ghi nhận ở mức cao kỷ lục. Theo báo cáo gần đây của CB Insight Trung Quốc đã đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ vào các startup Mỹ, con số này tương đương với 26% giá trị các startup công nghệ tại đất nước này. Thung lũng Silicon là nơi thu hút được đông đảo các nhà đầu tư Trung Quốc. Trong quý 1 của năm 2016, Trung Quốc đã ký 160 hợp đồng công nghệ với các startup Mỹ, tương đương với khoảng 3,5 tỷ đô la. Theo CB Insight, con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Trong buổi tiệc gần đây tại thung lũng Silicon, một nhà đầu tư Trung Quốc cũng là nhà sáng lập của công ty giáo dục New Oriental đã cùng các cộng sự đầu tư 100 triệu đô la Mỹ vào các startup công nghệ Mỹ. Một trong những lý do chính khiến chúng tôi đầu tư tiền vào xung lũng Silicon là bởi vì đây là nơi nổi tiếng tập trung những bộ não cùng những ý tưởng thiên tài. Trong khi các nhà đầu tư Mỹ không còn mặn mà với việc đầu tư vào các startup, thì số lượng các nhà đầu tư Trung Quốc đổ bộ vào thị trường này của Mỹ vẫn đang trên đà tăng. Theo ý kiến từ các chuyên gia, việc đầu tư vào thung lũng Silicon sẽ là cơ hội để Trung Quốc theo kịp làn sóng công nghệ mới. Thưa quý vị, một trận động đất 7,6 độ Richter vừa đánh vào khu vực miền Nam Chile vào ngày hôm qua khiến cho hàng ngàn người phải di tản khỏi khu vực bờ biển, song không có bất kỳ thương vong hay thiệt hại lớn nào tại khu vực du lịch và phát triển nghề nuôi cá hồi này. Theo như thông tin từ Văn phòng ứng phó tình trạng khẩn cấp quốc gia Chile, có gần 5.000 người đã phải di tản khỏi khu vực động đất. Tuy nhiên sau đó, cơ quan hải dương và thủy văn học cho biết tình trạng nguy cấp cùng với nguy cơ về cơn bão đối với cả nước đã qua. Vì thế, người dân có thể yên tâm trở về nhà. Tuy không có bất kỳ thiệt hại về người, song chính quyền đang cố gắng khắc phục lại mạng lưới điện cho hơn 21.000 hộ gia đình tại khu vực resort này. Thêm vào đó, do đây là khu vực phát triển ngành công nghiệp nuôi cá hồi, nên trận động đất này đã khiến nhiều công ty phải di tản công nhân và đánh giá những thiệt hại về tài sản của họ. Chile là một nước dẫn đầu về sản xuất đồng, song may mắn là không có mỏ khai thác quặng lớn nào đang hoạt động tại khu vực xảy ra dư chấn này, vì vậy giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Trước đó vào năm 2010, khu vực này tại Chile cũng đã từng hứng chịu một trận động đất 8,8 độ Richter cùng với một cơn bão đã quét sạch thị trấn ven biển này. Lịch sử cũng ghi nhận vào năm 1960, một trận động đất cũng từng cướp đi sinh mạng của 1.655 người tại vùng miền Nam Valdivia, Chile xin được chuyển sang những thông tin khác một xưởng may tại Lebanon mở ra việc làm mới cho những phụ nữ Syria tị nạn tại quốc gia này đây là cơ hội để mang lại thu nhập chi phí cải thiện cuộc sống cho những người tị nạn tới đây một xưởng dịch may quần áo tại Liban có tên gọi là Modern Workshop cung cấp việc làm cho những người phụ nữ Syria tị nạn có độ tuổi từ 30 đến 60 đây hầu hết là những phụ nữ từng trải qua cuộc chiến tại Syria và phải tị nạn đến Liban theo ước tính có khoảng 1,5 triệu người tại Syria đang sinh sống tại Liban những người phụ nữ tị nạn là những đối tượng khốn khổ nhất trong số này, vậy nên việc làm tại những xưởng may này sẽ giúp họ rất nhiều trong việc mưu sinh hàng ngày. Những người phụ nữ Syria tị nạn làm việc tại xưởng này sẽ có lương. Số lương này sẽ là nguồn tài chính tương tất cho họ và gia đình, đáp ứng nhu cầu mua những nhu yếu phẩm thường ngày. Những người phụ nữ này cũng có thể thuê một căn nhà tại Liban, dù mức thuê cũng sẽ hơi cao. Họ có thể trang trải một cuộc sống no ấm cho gia đình, thường là gia đình chỉ có một vợ, một chồng xưởng may sẽ đào tạo những kỹ năng may cho những người phụ nữ này trong nửa năm trước khi họ có thể vào trong xưởng làm công việc may vá sau khi họ thành thạo những kỹ năng này họ sẽ giữ một vị trí trong tất cả các khâu của dây chuyền sản xuất quần áo do họ sản xuất được quyên góp vào những trường hợp từ thiện của địa phương hoặc bán cho những cộng đồng nghèo với giá rất thấp việc mở ra những công việc mới trong ngành may này sẽ là một bước giúp giảm bớt gánh nặng về khủng hoảng tị nạn từ Syria đối với cộng đồng người liban